thực hành Pháp không sợ chết. Để có đại thiện tâm được vững vàng, hành giả cần phải thường thực hành pháp hành thiền định với đề mục Marana Nusati. Đề mục niệm về sự chết là một trong 40 đề mục thiền định. Tất cả mọi chúng sinh, dù lớn như chư Phạm Thiên, trên tầng trời vô sắc giới Phạm Thiên tột đỉnh, gọi là phi tưởng, phi tưởng xứ thiên, có tuổi thọ sống lâu nhất đến 84.000 đại kiếp trái đất, dù nhỏ như con kiến, vân vân. Khi đã sinh ra rồi, không sớm thì muộn, cuối cùng đều tử, chết cả thảy, chỉ có khác nhau theo tuổi thọ sống lâu hoặc mau mà thôi. Tất cả mọi chúng sinh cuối cùng cũng đều chết cả thảy, không ngoại trừ một ai cả. Nếu người nào đến lúc lâm chung gần chết, có sân tâm sợ chết, làm tâm ô nhiễm rồi phải chết, thì sau khi người ấy chết, ác nghiệp có cơ hội cho quả tái sinh kiếp kế tiếp một trong 4 cõi ác giới: địa ngục, Asura, ngạ quỷ, súc sinh, chịu quả khổ cho đến khi mãn quả của ác nghiệp trong cõi ác giới ấy. Đó là điều bất lợi. Nếu người nào đến lúc lâm chung gần chết, có đại thiện tâm, tỉnh táo không sợ chết, không làm tâm ô nhiễm rồi cũng chết, thì sau khi người ấy chết, đại thiện nghiệp có cơ hội cho quả tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi trời dục giới, hưởng quả an lạc cho đến khi hết tuổi thọ trong cõi trời dục giới ấy. Đó là điều lợi ích. Thực hành đề mục niệm sự chết. Đề mục niệm sự chết Marana Nusati là một trong 40 đề mục thiền định mà hành giả nên thực hành hàng ngày đêm để không dễ vui quên mình. Đến lúc lâm chung gần chết, có đại thiện tâm, tỉnh táo, sáng suốt, không sợ chết. Sau khi hành giả ấy chết, đại thiện nghiệp trong đại thiện tâm cho quả tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi trời dục giới, hưởng quả an lạc trong cõi trời dục giới cho đến khi hết tuổi thọ, chết tại cõi trời dục giới ấy, rồi tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi giới khác, tùy theo nghiệp và quả của nghiệp của vị chư thiên ấy. Tích Pesakara Ditavatthu được tóm lược như sau. Một thuở nọ, Đức Phật ngự đến xứ Alavi. Dân chúng Alavi kính dâng vật thực cúng dường lên Đức Phật. Sau khi thọ thực xong, Đức Phật thuyết pháp tế độ dân chúng Alavi với đề mục niệm sự chết Marana Nusati rằng: Atuwang me jiwitang, tuwang me maranang, awasang maya maritapa mewa, marana pariyosanang me jiwitang, jiwita mewa aniyatang, maranang niyatang. Này dân chúng Alavi, các con nên thường niệm sự chết rằng: sinh mạng của ta là không bền vững, sự chết của ta là chắc chắn. Ta phải chết là điều không sao tránh khỏi. Sinh mạng của ta có sự chết là cuối cùng. Sinh mạng của ta là vô thường, sự chết là thường. Đức Phật giảng dạy cho dân chúng Alavi thực hành đề mục Marana Nusati niệm sự chết. Rồi Đức Phật từ giã dân chúng Alavi, ngự đến ngôi chùa Jetavana. Dân chúng Alavi nghe Đức Phật thuyết giảng đề mục Marana Nusati niệm sự chết xong, phần nhiều họ không thường thực hành đề mục niệm sự chết, bởi vì họ còn lo công việc làm ăn. Chỉ có cô bé, con của ông thợ dệt, mới lên 16 tuổi, suy xét rằng lời giáo huấn của Đức Phật là sự thật chân lý, thật là phi thường. Vậy, hàng ngày đêm ta nên tranh thủ thời gian thực hành đề mục Marana Nusati, niệm sự chết. Thật vậy, cô bé hằng ngày đêm tinh tấn thực hành đề mục Marana Nusati, niệm sự chết suốt khoảng thời gian 3 năm. Một hôm vào canh chót đêm, sau khi Đức Phật xả thiền đại bi rồi xem xét chúng sinh nào có duyên nên tế độ, thì thấy cô bé, con của người thợ dệt, hiện ra trong màn lưới tế độ của Đức Phật. Đức Phật xem xét thấy rõ, biết rõ rằng cô bé này thực hành đề mục Marana Nusati suốt 3 năm qua, kể từ ngày Như Lai thuyết dạy đề mục niệm sự chết cho đến nay. Nay Như Lai đến xứ Alavi, hỏi cô bé 4 câu hỏi, rồi cô bé trả lời đúng. Như Lai tán dương, nói lời Sādhu xong. Sau đó cô bé sẽ trở thành bậc thánh nhập lưu. Do nương nhờ cô bé ấy, Như Lai thuyết pháp đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài cho nhiều người. Sau khi thấy rõ, biết rõ sự việc như vậy, Đức Phật ngự đi cùng với 500 tỳ khưu rời khỏi ngôi chùa Jetavana đến ngôi chùa Aggāḷava Vihāra. Dân chúng xứ Alavi biết tin Đức Phật ngự đến cùng với chư trưởng lão tỳ khưu tăng, nên họ vô cùng hoan hỷ, cùng nhau đến ngôi chùa Aggāḷava Vihāra, cung kính đảnh lễ Đức Phật cùng với chư trưởng lão tỳ khưu tăng, rồi kính bạch Đức Phật ngày hôm sau dân chúng sẽ đem vật thực đến làm phước thiện cúng dường lên Đức Phật cùng với chư trưởng lão tỳ khưu tăng. Được biết tin Đức Phật đã ngự đến, cô bé con của thợ dệt phát sinh đại thiện tâm, vô cùng hoan hỷ, nghĩ rằng cách đây 3 năm ta đã có duyên lành đảnh lễ Đức Phật, lắng nghe Đức Phật thuyết dạy đề mục Marana Nusati, rồi ta tranh thủ thời gian thực hành suốt ngày đêm. Nay ta lại có diễm phúc sẽ được đảnh lễ Đức Phật và sẽ nghe lời giáo huấn của Đức Phật. Thật là hạnh phúc an lành biết dường nào. Khi ấy, người cha đến gặp cô bé bảo rằng: Này con, tấm vải này cha đang dệt, chỉ còn một gang nữa là xong. Con hãy dệt phần còn lại cho xong, rồi mau chóng đem đến cho cha. Nghe cha truyền bảo như vậy, cô bé nghĩ rằng nếu sáng nay ta đến hầu đảnh lễ Đức Phật rồi nghe pháp, tấm vải này dệt chưa xong thì cha quở mắng ta, bởi vì mất uy tín với khách hàng. Vậy ta nên cố gắng dệt tấm vải xong cho sớm trước, rồi ta sẽ đến hầu đảnh lễ Đức Phật và nghe pháp sau. Tại ngôi chùa, Đức Phật cùng với chư trưởng lão tỳ khưu tăng đã thọ thực xong. Đức Phật ngự ngồi trên pháp tòa im lặng giữa đại chúng, chờ đợi cô bé con của người thợ dệt. Thật ra, Đức Phật từ ngôi chùa Jetavana ngự đến xứ Alavi cách 30 do tuần là để tế độ cô bé ấy, nên chờ cho đến khi cô bé đến, Đức Phật mới thuyết pháp. Phần cô bé dệt xong tấm vải, vội vàng đem đến trao cho cha, rồi xin phép đi đến hầu đảnh lễ Đức Phật. Cô bé đến ngôi chùa, nhìn thấy Đức Phật đang ngự trên pháp tòa. Do nguyên nhân nào Đức Phật chờ cô bé? Đức Phật thấy rõ, biết rõ, cô bé sẽ chết hôm nay, không thể tránh khỏi. Nếu cô bé chết khi vẫn còn là hạng phàm nhân, thì những kiếp sau sẽ không chắc chắn. Sau khi gặp Đức Phật, cô bé sẽ trở thành bậc thánh nhập lưu, nên sau khi cô bé chết, đại thiện nghiệp cho quả tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị thiên nữ trên cõi trời Đâu Suất Đà Thiên. Đức Phật đang ngự ngồi trên pháp tòa im lặng giữa đại chúng. Do năng lực tâm đại bi của Đức Phật làm cho cô bé đi vào đảnh lễ Đức Phật rồi ngồi một nơi hợp lẽ. Khi ấy, Đức Phật truyền hỏi cô bé rằng: Này cô bé, con từ đâu đến? Kính bạch Đức Thế Tôn, con không biết, bạch Ngài. Này cô bé, con sẽ đi về đâu? Kính bạch Đức Thế Tôn, con không biết, bạch Ngài. Này cô bé, con không biết thật sao? Kính bạch Đức Thế Tôn, con biết, bạch Ngài. Này cô bé, con biết thật sao? Kính bạch Đức Thế Tôn, con không biết, bạch Ngài. Đức Phật truyền hỏi cô bé 4 câu hỏi như vậy. Phần đông mọi người không hiểu câu trả lời của cô bé, nên xôn xao, không hài lòng cách trả lời của cô bé với Đức Phật. Mọi người bàn với nhau rằng, khi Đức Phật hỏi như vậy thì cô bé nên trả lời như sau. Đức Phật truyền hỏi rằng, này cô bé, con từ đâu đến? Con gái của người thợ dệt nên trả lời rằng, kính bạch Đức Thế Tôn, con từ nhà người thợ dệt đến, bạch Ngài. Như vậy không phải sao? Này cô bé, con sẽ đi về đâu? Con gái của người thợ dệt nên trả lời rằng, kính bạch Đức Thế Tôn, con sẽ đi về nhà thợ dệt, bạch Ngài. Như vậy không phải sao? Khi ấy, Đức Phật làm cho mọi người im lặng, rồi hỏi cô bé rằng, này cô bé, khi Như Lai truyền hỏi con rằng, con từ đâu đến? Tại sao con trả lời rằng, kính bạch Đức Thế Tôn, con không biết, bạch Ngài? Cô bé giải đáp rằng, kính bạch Đức Thế Tôn, Ngài vốn đã biết con từ nhà người thợ dệt đến, nhưng khi Ngài truyền hỏi con rằng, con từ đâu đến, con hiểu ý nghĩa câu hỏi rằng, con chết từ cõi giới nào, nghiệp đã cho quả tái sinh đến cõi người này. Vì vậy con không biết con chết từ cõi giới nào, rồi nghiệp đã cho quả tái sinh đến cõi người này. Nghe cô bé giải đáp đúng như vậy, nên Đức Phật nói lời Sādhu, Sādhu, lành thay, lành thay, lần đầu tiên đối với cô bé ấy. Này cô bé, câu hỏi mà Như Lai đã hỏi, con đã giải đáp đúng. Đức Phật truyền hỏi tiếp theo rằng, này cô bé, khi Như Lai truyền hỏi con rằng, con sẽ đi về đâu? Tại sao con trả lời rằng, kính bạch Đức Thế Tôn, con không biết, bạch Ngài? Cô bé giải đáp rằng, kính bạch Đức Thế Tôn, Ngài vốn đã biết con sẽ đi về nhà thợ dệt, nhưng khi Ngài truyền hỏi con rằng, con sẽ đi về đâu, con hiểu ý nghĩa câu hỏi rằng, con sẽ chết từ cõi người, rồi nghiệp cho quả sẽ tái sinh đến cõi giới nào. Vì vậy con không biết khi con chết từ cõi người, rồi nghiệp sẽ cho quả tái sinh đến cõi giới nào. Nghe cô bé giải đáp đúng như vậy, nên Đức Phật nói lời Sādhu, Sādhu, lành thay, lành thay, lần thứ nhì đối với cô bé ấy. Này cô bé, câu hỏi mà Như Lai đã hỏi, con đã giải đáp đúng. Đức Phật truyền hỏi tiếp theo rằng, này cô bé, khi Như Lai truyền hỏi con rằng, con không biết thật sao? Tại sao con trả lời rằng, kính bạch Đức Thế Tôn, con biết, bạch Ngài? Cô bé giải đáp rằng, kính bạch Đức Thế Tôn, con biết sinh mạng của con có sự chết là cuối cùng, vì vậy con trả lời như vậy. Nghe cô bé giải đáp đúng như vậy, nên Đức Phật nói lời Sādhu, Sādhu, lành thay, lành thay, lần thứ ba đối với cô bé ấy. Này cô bé, câu hỏi mà Như Lai đã hỏi, con đã giải đáp đúng. Đức Phật truyền hỏi tiếp theo rằng, này cô bé, khi Như Lai truyền hỏi con rằng, con biết thật sao? Tại sao con trả lời rằng, kính bạch Đức Thế Tôn, Con không biết, bạch ngài. Cô bé giải đáp rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, con biết sinh mạng của con có sự chết là cuối cùng, nhưng mà con không biết rằng con sẽ chết vào ban đêm, hoặc vào ban ngày, hoặc vào buổi sáng, hoặc vào buổi chiều, hoặc vào lúc nào, vân vân. Vì vậy con trả lời như vậy. Nghe cô bé giải đáp đúng như vậy, nên Đức Phật nói lời Sādhu, Sādhu, lành thay, lành thay, lần thứ tư đối với cô bé ấy. Này cô bé, câu hỏi mà Như Lai đã hỏi, con đã giải đáp đúng. Đức Phật khuyên dạy dân chúng Alavi không nên phàn nàn cô bé, bởi vì cô bé trả lời theo sự hiểu biết của cô. Trong đời này, người có trí tuệ như là người có đôi mắt sáng, người không có trí tuệ như là người mù. Đức Phật thuyết dạy câu kệ rằng: Anda Bhuto Ayang Loko Tanuketa Vipassati Sakuno Jalamutowa Apo Sagaya Gachati. Này dân chúng Alavi, trong đời này người không có trí tuệ như là người mù. Ít người có trí tuệ thấy rõ, biết rõ trạng thái vô thường, vân vân, của sắc pháp, của danh pháp. Có số ít con chim thoát khỏi lưới của người bẫy chim, cũng như có số ít người sau khi chết, đại thiện nghiệp cho quả tái sinh kiếp kế tiếp trên cõi trời dục giới, hoặc tịch diệt niết bàn. Sau khi Đức Phật thuyết dạy xong câu kệ, cô bé con người thợ dệt trở thành bậc thánh nhập lưu, còn dân chúng Alavi cũng được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài. Sau đó, Đức Phật ngự trở về ngôi chùa Jetavana cùng với chư trưởng lão Tỳ Khưu Tăng. Cô bé con người thợ dệt đi trở về đến nhà, rồi cô bé bị chết. Sau khi cô bé chết, đại thiện nghiệp trong đại thiện tâm cho quả tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị thiên nữ trên cõi trời Đâu Suất Đà Thiên, có tuổi thọ 4.000 năm cõi trời, so với thời gian cõi người 576 triệu năm. Bởi vì một ngày một đêm cõi trời bằng 400 năm cõi người, hưởng an lạc trên cõi trời Tushita cho đến hết tuổi thọ 4.000 năm cõi trời, rồi tái sinh kiếp sau trong cõi thiện dục giới, nhiều nhất 6 kiếp nữa mà thôi. Đến kiếp thứ 7, vị thiên nữ thánh nhập lưu chắc chắn sẽ trở thành bậc thánh A-la-hán, rồi sẽ tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ tử sinh, luân hồi trong tam giới. Sự lợi ích của đề mục niệm niệm sự chết. Người nào thường thực hành đề mục niệm niệm sự chết, khi đến lúc lâm chung gần chết, người ấy có đại thiện tâm tỉnh táo, không sợ chết. Tâm tỉnh táo rồi chết. Sau khi người ấy chết, đại thiện nghiệp trong đại thiện tâm có cơ hội cho quả tái sinh kiếp kế tiếp trên cõi trời dục giới, hưởng quả an lạc cho đến khi hết tuổi thọ trên cõi trời dục giới ấy mới chuyển kiếp, chết, rồi tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi giới khác, tùy theo nghiệp và quả của nghiệp của vị chư thiên ấy. Đó là sự lợi ích thực hành niệm niệm sự chết. Sự bất lợi không thực hành niệm niệm sự chết. Nếu người nào không thường thực hành đề mục niệm niệm sự chết, khi đến lúc lâm chung gần chết, thì người ấy phát sinh sân tâm sợ hãi sự chết xảy đến với mình, tâm mê muội rồi chết. Sau khi những người ấy chết, ác nghiệp trong sân tâm có cơ hội cho quả tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi địa ngục, chịu quả khổ cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy mới mong thoát ra khỏi cõi địa ngục ấy, rồi tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi giới khác, tùy theo nghiệp và quả của nghiệp của chúng sinh ấy. Đó là sự bất lợi không thực hành niệm sự chết. Khóc phát sinh do tâm nào? Hàng phàm nhân là người có đủ 12 loại bất thiện tâm, ác tâm. Đó là 8 tham tâm, 2 sân tâm, 2 si tâm. Sở dĩ người nào phát sinh nỗi khổ tâm, sầu não, khóc than, thương tiếc đến người thân của mình đã chết, là vì người ấy có tham tâm muốn người thân của mình sống mãi, không được chết. Thế mà người thân ấy lại chết, nên phát sinh tâm không hài lòng. Đó là sân tâm, làm khổ tâm sầu não, khóc than, thương tiếc đến người thân ấy. Như vậy, khóc than phát sinh do sân tâm, mà sân tâm là quả của tham tâm. Bởi vì tham tâm là nhân, có sân tâm là quả. Sở dĩ người ấy có tham tâm, có sân tâm là vì si tâm mê muội, không hiểu biết sự thật chân lý khổ đế. Đó là sinh là khổ, lão cũng là khổ, bệnh cũng là khổ, tử cũng là khổ, sống mà không được gần gũi nhau cũng là khổ, chết phải xa lìa nhau mãi mãi cũng là khổ, muốn không già, không bệnh, không chết, không thể được như ý cũng là khổ. Tóm lại, ngũ uẩn chấp thủ là khổ. Nếu hành giả có trí tuệ thiền tuệ, thấy rõ, biết rõ sự thật chân lý khổ đế như vậy, thì đâu có còn khổ tâm khóc than được nữa.